có xác nhận gì đâu. Như thời gian gần đây thì con cũng có thấy nhiều vị thầy đó đến rồi nói là báo mộng chỉ chỗ này chỉ chỗ kia, thì vấn đề đó như thế nào chú phải giải thích cho con với cô chú được biết không chú? Thầy bà thì đã nói sao thì đã nói, mình tin hay không tiện cho mình thôi ha. Còn như thầy bà nói chỗ cống này cống nọ thì mặc kệ người ta. Phường này nó không cho vô đây đâu chú ơi. Không cho vô hả con? Sao sao không cho vô đây cô? Không, đâu có nước lớn nào cho vô. Nước chảy ngược cái thôi hả con? Việc mà chạy vô đây rất là khó rồi chú chị, nãy giờ em hỏi nhiều của chú anh chị đó mà. Nè, ba người lên lạnh luôn rồi. Tí chùm là cô Xu lạnh luôn, chùm cô Xu luôn rồi. Và bây giờ thì bên em đã rời cái bến đầu tiên tìm kiếm phòng nổi tiếng, không thấy gì hết nè. Rồi sẽ đi về chỗ kia. Tại thì hiện tại bên em đâm vô chỗ đó thì chia ra hai đội, đội lên đi lên trên, đội đi xuống dưới. Bây giờ sẽ di chuyển về phía dưới kia. Và ở đây là cô chú chị thấy là rất là nhiều đảo luôn. Đó, phía xa ngoài kia đó nè. Rồi rất là nhiều đảo. Rồi, trong cái vị trí trong việc tìm kiếm nó cũng rất là khó khăn đó cô chú anh chị, cũng luôn mong đợi một cái điều gì đó nó xuất hiện để tìm kiếm. Máy chạy tiếng lớn quá đó, một cái nhà thông cảm giùm nha cả nhà. Phía ngoài kia là biển cả mênh mông bao la luôn cả nhà ơi. Mấy anh em chạy dọc cái đường của cây mắm nè, tìm kiếm tiếp. Nãy từ bên kia là mấy anh em có nhóm có lậu xuống tới dưới đây nữa nè, tới dưới đây nè. Đó, tìm kiếm. Và bây giờ sẽ qua bên kia. Ở chỗ này nó có cái cống, cái kinh đó nó chảy ra biển đó nha. Tới đây nữa sẽ có cái cống sở dục. Đó. Chỗ này thì có mấy chú à, mấy chú đang làm cái gì nữa nha. Đó. Nước nó chảy vô kinh không anh? Dạ mình chạy thử đi. Bây giờ ở chỗ nào là cũng có khả nghi hết trơn quý cô chú anh chị. Đây là cái sẽ chạy vào một cái cống này cả nhà. Thôi có cho dạt vào đây không? Có nhà mấy chú nha. À, mấy chú đang làm cái chạy gì à, làm cái gì ta chú, làm cái gì ta? Trời ơi, gác đây kinh khủng luôn cả nhà ơi, nó cho vô nè, dạt vô nè, ghê quá. Rồi còn hơn cái bãi gác đó. Có nhà thấy không, đây còn hơn cái bãi gác đó. Mình sẽ dễ tìm thấy hơn. Hai người quen bên, hai người quen bên nha, tìm hai bên luôn nha. Chúng qua đây đi, quen qua đây đi em. Có nhà thấy trong đây gác nhiều không? Có trời gác. Chạy dâm chậm chút anh ơi, dâm chậm đây. Đây là những cái bể cây nè. Cây giờ mình đem vô cái cống nhỏ đây tìm thử coi. Tại vì trong đây thấy là ghét, trong đây nó rất là nhiều luôn. Khả năng ở nhà thấy là mấy anh em tiếp tục tìm kiếm ngày thứ 13 và tìm các ngõ ngách luôn của cái nhánh sông mà chảy ra biển đó quý cô chú anh chị. Rồi anh em nè, có hai anh trai đó sao có cây đó, cây đó là nó có lục bình là khiều ra đó cả nhà, thì sẵn đổ cho nó. Mà nãy giờ như là ở ngoài biển á nó ít cái lục bình, tại vì nãy chia sẻ là nước nó trôi đi hết rồi, gió nó thổi nhiều quá chảy đi hết rồi. Bây giờ vẫn còn hy vọng vào những chỗ mà mấy cái
tiêm mắm thôi. Ở đó khả năng rất là cao của quý vị. Và cái vị trí đó là 13 ngày qua chưa có ai tìm đến cho nó, chỉ có nhóm tụi em thôi. Bây giờ vẫn tiếp tục đi tìm với quý vị. Ở đây là cái cống đóng lại chắc phải vài đợi rồi cả nhà. Ê, cái chừng có ông không? Có ông. Đây có một cái bãi rác đang tập trung nè. Để ông anh ông bươi ra thử. À, tại ngay đây, cái ngã ba phải không? Bên kia nó chảy qua đây nè. Anh sẽ ghé rồi tìm mà khó gì không? Thủy liễu anh. Bằng nấu canh chua ngon lắm không anh? Nhánh cây của chị là bẻ dưới nó vào. Rồi chắc không có đâu, này ít quá đâu. Đâu đâu móc thử coi. Có là nó bốc mùi à. Ừ. Không có đâu. Thôi chỗ nãy mấy tụi em đi có mùi ghê luôn á. Ở đâu anh? Đó, tìm rồi. Thấy gì không ạ? Thấy rồi đó, lá chuối đó, cái chuối Một tìm kiếm nó. Ủa anh trai, ở trên đây là người ta làm gì mà thấy đầu cao quá anh trai? Vuông ha. Nuôi tôm hay gì anh? Ở đây có vuông tôm. Có là nổi lên nè. Cô chú anh chị thấy việc tìm kiếm không? Rất là khó khăn luôn. Có một anh YouTuber đây, đưa cho mượn cái cành cỏ của chú không? Ông chích, ông bằng chích. Dạ, bây giờ mấy anh em di chuyển ngược ra biển rồi nè. Đây, đây những cây dừa nước có trái mình ăn rất là mát luôn cô chú chị, rất là ngon. Rồi nước trên đã dùng tôm mà đang xả xuống nó chảy nè cả nhà. Rồi sẽ ra cửa biển tiếp tục cả nhà ơi. Rồi đi tiếp tục thêm những cái hàng mắm tìm kiếm. Giờ mình sẽ đổi cái chị thì cũng này ngon bất hợp rồi. Thế nha. Con đi nha. Có một bạn. Tuy cái vỏ nó cũng rất là lớn. Đây thì có 7 người đâu quý chị, và con dưỡng cơm sống á, nó làm cho tụi em giật mình hoài luôn á. Nó lắc lư à. Lâu lâu nó học qua cái là hết rồi luôn cả nhà. Tụi em đi không có đem áo phao thì tại vì cũng chạy dọc cái quen biển rồi thôi. Chứ lại mấy em đều biết lội đó cả nhà, cũng an toàn lắm không. Phía trong đó là có một cái cống thôi nha. Cái nơi là tụi em xuất phát là tại đó. Bây giờ sẽ di chuyển xuống chạy dưới đây. Đây là thấy có cái bậc kè rất là lớn rồi, ví dụ như vậy. Đây là có thể tạo ra một cái điểm mới. Cái bậc kè thấy nó cũng chống quá.
đó nha, nhưng mà trong khi đó thì cũng thấy những cái miếng mà nước B40 á, người ta làm nó chỉ dư ra lắm, khả năng mà nó cho về nó dính vào đó nha. Nói chung là tụi em tìm mọi cách á, chỗ nào mà khả nghi là chạy đến á. Trước thì có một người dân đi biển vào. Không xa đó là cũng có cái đường để đi vào ở nhà, chắc đây em nghĩ là chắc cống hoa cái cống biển quá, chữa vô cái nhánh sông nước ngọt này. Ở nhà này đó là những cái lưới bể mực đó, đã di chuyển vào đây cả nhà. Rất hy vọng có đây một bãi cát. Tại vì phía trên mà bé ngọc quá nó bị lạc đó, chú chị thì những nhánh sông đó nó có điều khả năng nó chảy ra mấy cửa biển như thế này. Em đang đi ra biển tìm anh. Tụi em thì di chuyển kiếm dọc mé biển và những cái kênh rạch đó nó chảy ra đó, nước chảy ra đều đi tìm kiếm hết trơn chú chị. Đi vòng vòng. Tụi em đang đi ra biển, cái anh đang thuê ghe đi ra biển tìm bé đây. Hiện tại mấy em đang chạy vòng vô cái cống trong đó thử xem mà có cái gì không. Không biết là tìm kiếm trong vô vọng, nhưng mấy anh em người dân đây cũng tìm kiếm xuyên suốt luôn chú anh chị. Hôm nay cũng là ngày thứ 13 rồi của chú anh chị. Cái việc hy vọng một tiền bé ngọc có còn mong manh lắm, ít khả năng, ít lắm của chương trình. Ngày hôm qua thì có quay cái chia sẻ của chương trình một cái clip mà chú thợ lặn và chú tài anh tí hai của chương trình thấy không, clip mới đăng ngày sáng đây nè, rất là tội nghiệp với chương trình. Anh tí anh lạnh mà đến nổi mà lên cái vỏ anh phải chùm một tấm cao su luôn đó chú chị. Chú còn chú mà sáu một người thợ lặn đó, chú năm chứ, chú năm đó có chú chị phải ngồi co kéo đi thuốc để cho nó bớt lạnh đó có chú chị, rất là tội luôn. Ấm gai thì khoảng 6-7 ngày nay em không có thấy gia đình đến để hỗ trợ tìm kiếm đâu chú chị. Tuy là biết là mọi người nói là người nhà đừng có xuất hiện để cho ở sớm người ta tìm kiếm, em nghĩ thật ra mình lại mình mua thuốc, mua cà phê hỗ trợ ở phía ngoài cũng được chú chị, mà đằng này em không thấy ai vậy đó. Đông tiêu không gài, người cha thì không thấy, người mẹ thì cũng không nói, đi người mẹ thì không nói được chú chị, người mẹ thì phải nuôi mấy đứa con nhỏ nữa, việc đi tới lui thăm cũng rất là khó khăn, phải đi xe ôm bẩm bồng thêm 2-3 đứa nữa đó. Cũng rất là tội, mình không có trách được. Con người cha thì mất tích rồi cũng như vậy, mấy ngày nay là không ai thấy tích mà không ai thấy anh chứ, toàn là người dân không quen biết đi tìm kiếm phụ thôi. Từ lúc mà em đăng video đến giờ em nhận rất là nhiều cuộc điện thoại luôn, khắp nơi, thậm chí những cô chú nước ngoài điện về luôn, họ bày tỏ sự mà quan tâm đến cháu Ngọc luôn chú chị, đấy, rất là nhiều luôn chú chị. Em cũng xin chúc tất cả quý cô chú anh chị trong và ngoài nước có nhiều sức khỏe, cảm ơn rất là nhiều đã quan tâm về tình hình của bé Ngọc, rất mong là sẽ tìm được gặp bé trong 1-2 ngày tới đây, chứ càng ngày càng lâu thấy sợ nó phân hủy rồi các bạn, tìm kiếm trong vô vọng luôn. Tại giờ tụi em đang di chuyển ra ngoài biển tiếp tục của chú chị,
mấy anh chia sẻ thì mấy hôm nay lục bình nó không có trôi vàng vào đây nữa đó. Giờ mấy em cũng nhờ mấy anh chạy vòng vòng chỗ nào mà khả nghi đó mình ghé là mình tìm coi nó sao, chứ nếu ở nhà mình không có kiếm thì cũng không có khả năng đó nha. À mình đi kiếm vòng vòng đi, còn hy vọng. Cả nhà ơi, tại thì sóng gió quá trời, cả nhà ơi lắc lư á, bây giờ mấy anh em phải đi vào trong lánh thôi đó. Cả nhà thấy gió lắc lư không, ghê quá. Tại vì mấy anh em không đem áo phao, tuy là biết là mấy anh em biết lội đó cả nhà, biết lội nhưng mà phải đi vào trong mình lánh, gió rất là mạnh luôn đó, lắc lư. Dạ, em xin chào cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà trong video lần sau ạ. Cả nhà nhớ đăng ký ủng hộ giúp em với ạ. Anh Nhi Đà Phật. Rồi, nguy hiểm quá. Thôi, gió. Chào cả nhà luôn ạ.